Dạ. Đây là con của mình hết luôn hả chị? Ồ. Ừ, giỏi. Ừ. Giỏi. À, đây là cài. À, quá trời. Ờ, từ từ rồi. À. Đây là bé lớn của chị hả? Dạ, bên này đó. À, lớn hả? Lớn nó bị gì hả chị? Dạ, nó bị bẩm sinh nhỏ, bị câm điếc. Vậy hả? Chị uống nước đi. Dạ thôi chị, mình ngồi đây luôn hả chị hả? Ngồi đây nói chuyện luôn được không? Dạ. À, dạ. Chị thuê trò trong này hả? Dạ. Chào cô đi bé. Chào cô đi bé, dễ thương chứ nè. À. Bé đâu có điện rồi mà. Điện chưa? 2 4 6. Vậy là 7 7 coi bé luôn hả chị? Ờ. Bé này là bé út hả chị hả? Dạ. 2 4 6 7. Dạ thôi đừng ghế này chị, đừng ghế này. ngồi đây em hỏi thăm cái là được rồi. Trời ơi quá trời luôn. 7 7 bé luôn. Là bé trai này là bé đầu hả chị hả? Bao nhiêu tuổi rồi chị? 13 tuổi, nó là 2008. 13 tuổi. Rồi đến bé này bé này là bé thứ ba. Thứ ba. Dạ. Thằng này thứ ba này là con gái mấy tuổi rồi con gái? Dạ con 12 tuổi. 12 tuổi con có đi học không? Dạ có. Con học lớp mấy rồi? À học nhà thờ, học cho biết chữ thôi phải không? Dạ học mới được mấy tháng rồi, người ta hôm nay người ta nó bị bệnh người ta không muốn dạy nữa. Dạ. Học được mấy tháng cũng giữ là được giáp để giúp giáp hơi. Ờ con đọc chữ được chưa? Dạ cũng hơi hơi à. À vậy hả? Ờ. Ờ anh hai nè, anh hai nè, được rồi anh. À chú quay con ngồi xuống đi để chú hỏi thăm. À anh hai này là anh hai ngồi xuống với mẹ đi để chú hả? Vậy hả chị, bé sinh ra là bị vậy luôn rồi hả chị hả? À, bây giờ là bị câm với điếc hả? Dạ em cũng chưa khám, cũng chưa có tập một cái nhỏ lớn gì luôn. Vậy hả? Rồi bé có nhận thức được cái gì không chị? Em ấy lớn thì nó nghe. Dạ nói lớn là mới nghe. Dạ lớn nghe, còn nói thì mới nói bình thường nghe. Có biết làm cái gì không chị? Dạ. Rồi em hỏi thăm là bé này tên gì á chị? Dạ nó Nguyễn Hoàng Phúc. Nguyễn Hoàng Phúc là 13 tuổi. Dạ. Đó, rồi con gái này là bé này bé thứ ba này. Dạ, là Nguyễn Ái Hậu. Nguyễn Ái Hậu. À, 12 tuổi hả chị hả? Dạ, 12 tuổi. À, mà nói chung là các bé là đều không được đi học hả chị hả? Dạ, chưa đi học. Dạ. Quá trời. Chị cho em hỏi thăm chị tên gì chị? Đừng có đánh anh. Tên người ta gọi là tên Diễm. Còn tên trong giấy tờ là Nguyễn Duy Ái hả chị? Nguyễn Duy Ái. Đúng rồi. Để chú hỏi thăm. Ngồi xuống đi, để chú hỏi thăm nha. Ngồi yên đi. À, chúc mà chú cho tiền mua bánh nha. Nha. Ờ ngoan đi. Rồi chị đang câu chuyện mà bé nó làm bị lỡ đi là chị nói là tên gì chị? Nguyễn Duy Ái. Chị Ái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi. Dạ. Rồi anh đâu rồi chị? Chồng á? Bé nó mấy tháng rồi chị? 7 tháng tuổi. À. Mới mang bầu là anh đi hả? Dạ mang bầu là anh đi. Rồi sao đi vậy chị? Dạ lúc qua dạ, lúc em quen ảnh ở đó ở đó. Chó cắn giờ ở đó thì khổ quá, đi về Tiền Giang sống. Dạ. Tiền Giang sống anh cũng đi tàu biển rồi này kia. Anh đi làm nghề gì? Anh đi ghe rồi này kia. Anh đi ghe biển hả? Rồi lúc mà bão rồi kia quá nghỉ rồi khổ quá rồi vợ chồng mới kéo đi sống. Dạ. Đi sống rồi vô đây rồi cái. Vậy á hả? Bỏ đi đến giờ, tới giờ không có gì làm. Mà anh có nói gì không? Sao mà bỏ đi không? Dạ, không có nói gì hết trơn. Ừ. Cuộc sống vợ chồng trước đó có vấn đề gì không chị? Dạ, không có gì hết trơn mà chắc đại khổ quá, đi cái gì em cũng biết. Dạ. Ừ. À, em xin phép đeo cái mic cho chị cái nha, tại vì chị nói nhỏ quá đôi khi mà dạ. Nó nghe nó hơi khó. À, khi mà trò chuyện ấy, mọi người nghe cái câu chuyện của mình hơi khó xíu á.
chị cho em hỏi vậy là anh đi từ đó đến giờ không có liên lạc luôn hả? Dạ không, dạ không. Rồi bên nội bên ngoài thì sao chị? Dạ bên nội thì nói chung ra là cũng không có ai nhìn nhận chứ. Vậy dạ. Hồi đó anh chị có cưới hỏi gì không? Dạ anh nói là không có. Không có cưới dạ, hỏi. Dạ đó lúc em quen à. Quen cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đừng, để chú nói chuyện cái. Để chú nói chuyện cái. À, hồi đó còn quen nhau vậy thôi và để dạ, nhau quen nhau gỡ nhau vậy thôi. Dạ. Dạ. À, rồi là quê nội là đâu chị, quê nội cùng mấy cháu á? Dạ quê nội nó tại nói chung em cũng hai đời lận. Quen hai dùm con chứ không một dòng. À, dạ, con dạ, của hai chồng luôn hả? Dạ cũng hai chồng chứ không một chồng. Hai đứa này thì lúc hai đứa đầu là của dạ của ngoài Đắk Lắk, còn mấy cái này ở ngoài Trường Giang, cũng không sống ở Trường Giang. Vậy là cùng mẹ nhưng mà khác cha. Dạ cùng mẹ khác cha. À. Cái anh mà đi biển thì là của anh đi biển thì năm năm đứa trẻ dạ, sau. Dạ năm đứa trẻ sau. À, còn anh trước thì trên Đắk Lắk hả? Dạ. Thì làm cái gì vậy? Anh hồi đó thì anh cũng làm tùm lum hết trơn á. Dạ. Dạ. Là hai đứa này. Dạ. Dạ. Là đứa này với đứa này. Dạ. 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 Dạ cũng bỏ nhau lâu rồi. Bỏ nhau lâu rồi. Dạ. Về Tiền Giang em mới gặp anh sao. Dạ. Năm đứa nữa. Dạ. Năm đứa nữa. Bé Út nè. Dạ. Không bao giờ bỏ đi. Vô đây rồi anh mà rồi anh bỏ đi. Thì vô đây ở rồi anh mới bỏ đi tới giờ luôn. À, là khi mà làm cá làm nghề đi biển đi đồ là không có ăn nữa, khó khăn rồi bắt đầu hai vợ chồng dạ. Lúc bão lụt bây giờ này kia rồi anh không có đi nữa. Dạ. Anh không đi nữa rồi khổ quá mới đi về trong này sống. Dạ. Về hôm nay gần cái là. Ủa trên này anh chị làm cái gì? Về Cần Thơ là anh chị làm cái gì? Dạ như vô đây là anh đi luôn à, rồi em thì giờ thì em làm đặt ếch á, tối lột vớt rồi á. Tối 10 giờ em đi rồi tới sáng 5 giờ em về. Lột da ếch hả chị? Dạ, lột da ếch đi chợ mình nè. Dạ. Đi chợ mình. Chợ Ô Môn. Dạ. Mấy giờ là đi chị? 10 giờ khoảng 10 giờ mười mấy em đi rồi tới 5 giờ năm mấy em về. 10 giờ đi là 10 giờ đêm đi là 5 giờ sáng rồi về. Dạ, 5 giờ sáng về. Một đêm vậy mình đi về được thu nhập được bao nhiêu dạ, chị? Cũng có 200 á. 200 ngàn. Dạ. Để lo cho các con. Dạ. Dạ. Cái công việc đó chị làm được bao lâu rồi? Dạ em cũng làm mấy tháng rồi. Mới làm mấy tháng? Dạ mới làm mấy tháng. Còn trước đó chị làm cái gì chị? Trước đó thì em muốn gì em làm đó vậy. Em cũng dạ, em muốn làm đó làm cũng mấy đó. Dọn dẹp hay cái này kia đó. À là mình làm ban đêm vậy, còn ban ngày thì mình chăm con hả chị hả? Ban ngày em chăm con thì cũng khi ai muốn em đi dọn dẹp đồ này kia đó thì em cũng đi, người ta cho vài chục rồi vậy. Dạ. Dạ em đi, mà cũng ít lắm à. Ở nhà em coi mấy đứa nhỏ thì em mệt em ngủ rồi. Là hiện tại là ngoài cái việc mà chị thì còn các em thì được em con gái lớn thứ ba là phụ mẹ nữa ha. Dạ coi mấy đứa nhỏ coi em út nó rồi ghê. Nằm ăn nè. Cài chấm phụ nè cài. Trời chấm phụ nè. Chị ba giỏi ghê luôn á. Anh bắt một cài rồi mà. Chị có ai là có học sinh mấy bé không? Dạ cũng có mà cái thấy không đành không được. Không đành lòng cho. Dạ. Khó khăn lúc mới sanh nó ra cũng nhiều người hỏi nó mà thấy chịu nổi thấy khổ chứ thấy cho thấy tội nghiệp quá. Dạ. Nhiều lúc cũng khổ lắm mà giờ biết sao giờ mình. Dạ. Dạ bà ngoại bà cũng ở gần mà bà có đi làm rồi. Ngoài ở đâu chị? Bà ở trong túi trong này nè, ở trong cầu Gạch Chai chẳng ạ. Dạ, dạ. Là cũng gần đây hả? Dạ bà mới trọ bà ở bà đi làm á. Cũng ở trọ luôn. Có nhà hả chị? Dạ không có nhà. Dạ. Dạ. Mình đông anh em chị? Dạ em 5 anh em. 5 anh em, chị là thứ mấy? Em thứ ba như vậy. Dạ, thứ ba. Rồi mấy anh em bây giờ ở đâu hết chị? Có vợ có chồng hết rồi ở dưới quê rồi nó rồi đứa ở ngoài Tiền Giang nó tùm lum á. Rồi có vợ quê chồng. Quê gốc mình là Tiền Giang hả chị? Hả? Quê gốc em là ở Cần Thơ cái Răng. Dạ, Cần Thơ cái Răng á. Cái Răng. Dạ. Mà trước đó bán nhà rồi hả chị? Dạ ba mẹ bỏ nhau lúc em mới có 12 tuổi à. Rồi bỏ nhau hết rồi ba mẹ cũng có gia đình hết rồi. Rồi anh em rồi đứa đi rồi mạnh ai đi làm vậy, cũng sống vậy.
à, là ba mẹ mình là cùng là ly dị rồi. Dạ ly dị lâu lắm mẹ, lúc rồi em nhỏ chị sống theo mẹ hả? Dạ em thì bây giờ sống bên mẹ, mẹ cũng đi làm bây giờ rồi lâu lâu bởi về bởi thăm vậy. Bên lúc mà ba mẹ ly dị nhau lâu chưa? Dạ lúc đó em mới 12 tuổi. Mà thì ý thì em hỏi đó lúc đó chị đi theo mẹ. Dạ lúc đó là lúc đó theo mẹ. Thì đó thì hỏi vậy đó. Theo mẹ rồi cũng thời gian rồi mẹ mới cũng có gia đình nữa. Gia đình khác đó. Rồi lúc đó em cũng hơi lớn lớn rồi bắt đầu rồi đi làm từ, đi rồi. Từ đi làm mà từ sống riêng. Dạ từ sống riêng. Dạ. Chị giờ bé lớn nhất là 14 tuổi chị ha. Dạ. Bé này 13. Nó 10. Không, 13 với 12. 13, 13 tại nó 2008 này 2009. Rồi tới đứa mười mấy chị. À đúng rồi. Thằng này. Đang hỏi chưa xong cái câu chuyện mà nó rối quá. Tới thằng này. Mười mấy chị. Thằng này không tới mười mấy, thằng này này mấy tuổi không cũng nhớ thằng này. 5 tuổi. 6 tuổi, 6 tuổi. 6 tuổi, thằng kia 5. 6 5. 5 rồi thằng này 4. Rồi này 3. 3. Rồi bé này mới có 7 tháng. Dạ, bé này 7 tháng. Rồi bây giờ chị có định cho mấy bé đi học không chị? Dạ giờ em lại cũng còn kẹt quá, nếu em cho nó đi con bé này đi học thì ở nhà không ai coi mấy đứa nhỏ em hết. Cái gì? Em làm đêm thì sáng giờ em mệt dữ lắm. Một tháng thu nhập của chị được bao nhiêu chị? Thì một đêm em làm vậy đó là 200 ngàn. Dạ 200 ngàn. Rồi nhiều khi ban ngày người ta mướn em đi, nhiều khi gia đình nào người ta nhà cửa người ta bận rộn quá thì người ta đừng miếng đi dọn dẹp xíu vậy. Rồi người ta cho vài chục đó, vậy đó. Mà ít khi lắm. Dạ, làm dạ, dạ làm nguyên đêm luôn. Dạ, dạ. Nguyên trọ nguyên tháng. Dạ. Chị rồi cái trọ này rồi mình ở như hết chị. Dạ 700. Dạ. Dạ cũng ăn tiện tặng cũng sống qua ngày. Chị về phòng trọ này được bao lâu rồi? Chị ở phòng trọ này được bao dạ, lâu? Dạ em ở được mấy tháng rồi. Được à. Đâu 4 tháng á. Còn trước đó là chị nói chị ở trên Tiền Giang đó hả? Dạ chứ em ở Tiền Giang. Trước là chị á. mấy bữa em vô đây làm ở bên kia, bên phòng chỗ Úc Dừng chứ không phải đây. Dạ. Bên đó cũng rồi con đông quá rồi như đây rồi mấy lúc làm cũng hơi ủ quá rồi tiền cho người ta đưa không có đầy đủ rồi nít nữa rồi thành ra người ta tiền kinh tiền chị hồi đó mà ở trò trên Tiền Giang á thì trên đó mình ở trò luôn hay là mình có nhà? Dạ lúc đó cũng ở trò luôn. Dạ. Dạ. Con yên lặng con, không có ngoan đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống ngoan đi. Em anh dành nữa hả? Em ngoan ghê chưa nè, em ngồi em re luôn á. Đừng có quậy con ngồi xuống. Vậy là hiện tại là có là 5 trai với 2 gái phải không chị? Dạ, 4 trai, 3 gái. 4 trai, 3 gái. Này này gái. Gái với út gái luôn. Dạ. Bé này tên gì chị? Dạ, này tên My. Bi, này tên An, tới này Lộc, Lộc. Tài. Tài, Tiền, Tiền Tài Lộc không vẫn có tiền đó. Này là này Hậu, đó Phúc. Trời ơi, tên toàn hay không đó chị? Dạ. An người Mi. Tiền Tài Lộc Phúc Hậu. Dạ. Nếu mà ghép ra hết mấy cái chữ này thì thôi giàu có dữ lắm luôn. Không biết sao làm sao chứ giờ bây giờ thấy cũng khổ quá.